Thay mặt Thiền Tăng, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày câu Phật ngôn 223. Trước khi bước vào đề tài sinh hoạt của ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratana Teja Sawandami Uthoma hệ sĩ răng tất thải các tổ lộ của tâm hồ sắp phá ra vũ huyết chệ thác cổ lộ cá sá sá thải cho nó đầm mắc cổ quý đồ hoành đà mắc hành tầng nó ra phù cho này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng thế để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi ta sa sa tu nô lô ca nô man tha sa vi na ca rù cô ta pa nhu bu tha pa ti pu ti sa nha tu quần đà ma han tăng na pu. Cha này gia cần pháp bảo với nhà anh bạn như lai soi sáng bạc màng vô minh phá tan làm lạc chuyển sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khu su thô su ca ta sa sa wa ko sik kha su ka mô wa ra thom ma sik kha ko nin da vi sang sa di a na da ro wa ro van da ma han tang na ra pu. Trên này giá cần Tam Bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana teja te che na se kha me e tu wa tha lan tan sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na se cha tu cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Ấp cô thề na chị nề cô thằng. Ấp cô thề na chị nề cô thằng. Câu đầu tiên chúng ta thấy câu ba từ ắc cô thề nã là một, chị nê là hai, cô thăng là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Ắc cô thề nã do cái từ ắc cô tha, ắc cô tính
Cái từ đầu tiên sắc chê na do cái từ sắc cha. Sắc cha là một danh từ trung tính Akranta Pumlinga. Chữ sắc cha này được chia theo cách thứ ba, ta ta thì giao vị pháp thì hay có quá trình á. Cho nên chữ sắc cha biến thành sắc chê na. Sắc chê na là bằng hay là bởi sự chân thật, bằng sự chân thật, bởi sự chân thật. Rồi lý cao hòa đi nằng, lý cao hòa đi nằng ở đây có hai từ đi chung với nhau. Từ đầu tiên là a lý cá và qua đi nằng. Chữ Alika nó là một danh từ nam tính Akrantapumringa. Alika là sai trái, dối trá. Alika là sai trái, dối trá. Và qua đi nằng, qua đi nằng do cái từ qua đi. Qua đi nó là một danh tính từ nam tính. Và chữ qua đi này ở đây được chia theo đối cách số ít, cho nên nó biến thành qua đi năng, người có lời nói ha, hay là có nói. Vậy thì a-li-ca-qua-đi-năng người có lời nói sai trái, người có lời nói sai trái. Vậy thì sách chê na a lý cao hòa đi nằng, sách chê na a lý cao hòa đi nằng, người có lời nói sai trái bằng sự chân thật. Tức là cái câu này có cái từ chi nê nó ẩn ở bên trong, có nghĩa là chinh phục và chiến thắng. Vậy thì câu Phật ngôn 223 ha, cho chúng ta một ý nghĩa tương đối: nên chinh phục sự phẫn nộ bằng sự không phẫn nộ, nên chinh phục điều xấu bằng điều tốt, nên chinh phục sự bổn sẻ bằng sự bố thí, nên chinh phục người có lời nói sai trái bằng sự dân thật. Chúng ta xin lặp lại: nên chinh phục sự phẫn nộ bằng sự không phẫn nộ, nên chinh phục điều xấu bằng điều tốt, nên chinh phục sự bổn sẻ bằng sự bố thí, nên chinh phục người có lời nói sai trái bằng thật. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nòi dối gian. Không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nòi thế gian. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Rồi như vậy thì ý nghĩa tự vận chúng ta xin được thông qua ha. Có ai thắc mắc không? Alo, câu Phật ngôn 223 có chỗ nào quý vị thấy rắc rối ha?
không có gì rắc rối hả? Không có gì rắc rối thì chúng ta tiếp tục. Rồi, mời Sĩ Kim. Con xin chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư con có cái câu hỏi cái chữ chí nê đó sư. Sư nói là động từ số ít nhưng mà con nghĩ rằng nó có hai cách chia. Cách chia thứ nhất là chữ chữ e đó thì nó thể là số nhiều của cách chia thứ hai, hay là nó là số ít của cách chia Saktami Vipatti, cách chia số 7 sư, là bằng hay trong sự, là trong tiếng Mỹ gọi in on ad đó, thì trong sự hay bằng sự, ở sự đó thì nó có hai cách đó rồi. Nhưng mà sư nói nó động từ, nhưng động từ mà nó cuối, nó không phải là ati hay là ác xí hay là ác áp mí, sư con thấy nó có, con không hiểu, con chỉ có thắc mắc vậy thôi. Dạ con xin sư giúp đỡ, con xin trả máy rồi. Alo, đây chữ chí nê, đây là một tha động từ. Một tha động từ nó ý nghĩa giống như hô cấp, cách chữ thứ tám alapana. Thì ở đây là nên nên chinh phục, nên chiến thắng, chứ không phải như cách chia số 3 ha. Cách chia số 3 là bằng với, còn cái này là một cái động từ, nó ra lệnh nên làm vậy, phải làm như vậy, gọi là tha động từ số ít. Đây là một động từ chứ không phải là một danh từ. Một danh từ thì chúng ta dù cái tên là bút hay dù là chữ bút tha, là một danh từ thì bút tha cũng có thể chia ra tam cấp, nhưng mà đây là một động từ gọi là tha động từ. Cho nên cái động từ này nó bảo chúng ta nên chiến thắng, phải chiến thắng, nên chinh phục, phải chinh phục. Đó là điều mà chúng ta coi như làm hay không làm thì cái quyền của chúng ta, nhưng mà ở đây nó là một tha động từ nói chung, có nghĩa là đối với người khác thì nên làm như vậy là tốt, phải làm như vậy là tốt. Cách chia nó cũng giống như cách chia số 8, Alapana. Nó là một động từ chứ không phải là danh từ ha. Rồi, hiểu như vậy đi, động từ này động từ số ít nha, chứ không phải động từ số nhiều. Động từ số nhiều là khác nữa, đối với nhiều người. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Ác cô thề na chi nê cô thằng, ác cô thề na chi nê cô thằng, ác cô thề na chi nê cô thằng. Câu này có bao nhiêu âm từ? Alo, số 8 hả? Rồi, có ai nhận thấy số 8 không? Có phải đếm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, làm toán cộng mà. Ất là 1, cô là 2, thê là 3, ná là 4, chí là 5, nê là 6, cô là 7 và thân là 8. Ác cô thề na chi nê cô thằng, câu này có 8 âm từ. Trong 8 âm từ này quý vị thấy có bao nhiêu trường âm? Khó ha. Câu này có bao nhiêu trường âm? Thì kèm nói 66 luôn ha. Còn các vị khác không biết có thấy hay không. Rồi, như vậy là 6 trường âm đó là chữ ắc là 1, là chữ cô là 2, chữ thê là 3, chữ nê là 4, chữ cô là 5 và chữ thân là 6. Câu này có tất cả là 6 trường âm. Vậy thì câu này đoạn âm có được bao nhiêu? Đoạn âm có được bao nhiêu?
Cũng là sĩ kiềm, nó đoạn âm có hai, đó là chữ na và chữ chi. Na và chi là hai đoạn âm trong cái câu đầu tiên. Và bao nhiêu trường âm thông thường? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Cũng là sĩ kiềm, nó có bốn. Bốn trường âm thông thường đó là chữ cô, chữ thê, chữ nê và chữ cô. Chính xác, bốn trường âm. Bao nhiêu trường âm nhẫn? Bao nhiêu trường âm nhẫn? Chữ kim nó có một. Và một trường âm nhẫn đó chính là chữ ắc. Chữ ắc là một trường âm nhẫn. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một, đó là chữ thăng, chữ cuối cùng. Vậy thì câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Cũng là sĩ kiềm, nói chỉ có một, chỉ có ba trường âm, tức là trường âm thông thường ha, chữ cô, chữ thê, chữ nê, chữ thăng. Trường âm nhấn là chữ ắc, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ thăng. Rồi quý vị thấy có rõ không? Ai thấy rằng câu này khó, khó thì đưa tay lên. Bởi vì không tham gia thì thấy là câu này khó ha, còn dễ thì quý vị đã tham gia rồi. Dễ thì quý vị đã tham gia rồi, nhưng mà câu này khó, chỉ có một mình Sĩ Kim tham gia thôi. Và bây giờ Sĩ Kim tham gia từ A tới Z câu đầu tiên, vậy thì mời Sĩ Kim lên phân tích lại còn có giống như những con số mình đưa lên không. Rồi mời Sĩ Kim nha. Con xin kính chào sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý sĩ Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Như Quang cho tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin phân tích câu 1 của Kinh Pháp Cú câu 223. Ác khô thề na chí nề khô thằng. Ác khô thề na chí nề khô thằng. Ác là trường âm nhắn, khô là trường âm thông thường, thề là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, khô là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có bốn là khô, thê, nê, khô. Trường âm nhắn là chỉ có một là ắc. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có một thôi cũng thăng. Đoạn âm có hai là ná và chí. Dạ con xong rồi đó, con xin trả máy để sư, có sai xin sư sửa. Alo, có ai thấy Sĩ Kim sai không? Có ai thấy Sĩ Kim đúng không? Quý vị thực hành pháp môn tâm tịnh nhục ha, không nghe không thấy không nghi ngờ. Cái này cũng hay á. Ai cũng ngủ cả, chỉ có mình ta không ngủ. Cho nên Sĩ Kim thấy tham gia giải thích, nhưng mà ai cũng ngủ cả, chỉ có mình ta không ngủ ha. Chỉ có mình Sĩ Kim tham gia. Rồi câu số 1 đúng hay sai người ta cũng có ý kiến, nhưng mà không sao không sao. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 2. Câu số 2: a sa thùng sa thu na chi nề, a sa thùng sa thu na chi nề, a sa thùng sa thu na chi nề. Câu số 2, chúng ta thấy có bao nhiêu đoạn âm trong câu này? Câu số 2 có bao nhiêu đoạn âm?
SEA Games nó có 3 ha. À, đã bây giờ có sĩ tử Nhật Quỳnh ha. Nói rằng thực hành pháp môn tâm tình nhục không đem lại kết quả. Bởi vì mình đang học mà bây giờ sử dụng pháp môn tâm tình nhục không nghe, không thấy, không nghi ngờ thì thấy học làm sao tiến bộ được. Vậy này hôm nay ngoài sĩ Kim thì bây giờ có sĩ Nhật Quỳnh ha. Mình chào sĩ Niệm Từ vừa đến với pháp hội để đưa bài học lên cho sĩ Niệm Từ thấy chứ ha. Chứ tới mà không thấy bài học thì cũng chán, bỏ chạy luôn. Đây, câu số 2, Asa Thùng Xà Thu Nài Chi Nề. Ở đoạn này có bao nhiêu đoạn âm thì sĩ Ca, sĩ Kim và sĩ Ca Nhật Quỳnh nói là có 3 đoạn âm ha. 3 đoạn âm đó chính là chữ A là 1, chữ Thu là 2 và chữ Chi là 3. Chính xác, câu số 2 này có 3 đoạn âm. Như vậy thì trường âm thông thường câu này có bao nhiêu? Alo, trường âm thông thường có bao nhiêu? Ha, bây giờ sĩ Kim đứng sau sĩ Nhật Quỳnh ha. Câu này có 4 trường âm thông thường. Đó chính là chữ Sa, chữ Sa, chữ Na và chữ Nê. 4 trường âm thông thường. Chính xác. Và bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Hỏi trường âm nhấn đưa lên 2 câu hộp dịch luôn. Chứng tỏ là không có trường âm nhấn ha. Không có trường âm nhấn. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu? Có 1. Chính xác. Gom lại thì câu này có tất cả là bao nhiêu trường âm? Câu này có tất cả là bao nhiêu trường âm? Như vậy thì nói rằng 5 trường âm là đúng. Bởi vì chữ Sa là 1, chữ Thung là 2, chữ Sa là 3, chữ Na là 4 và chữ Nê là 5. Khi nào mà người ta hỏi câu này có bao nhiêu loại trường âm thì khi đó quý vị trả lên như thế này, đó như sĩ Nhật Quỳnh ha. Rồi, tức là có 2 loại trường âm trong câu số 2. Không? Rồi, câu số 2 chúng ta tổng kết lại để coi quý vị có nắm bắt được nó có phải như những con số để đưa lên hay không. Alo, mời sĩ Niệm Từ. Sĩ Niệm Từ nghe rõ không? Thử coi âm thanh có được tốt không. Hôm trước rồi thấy cái máy bị trục trặc ha. Bây giờ mời sĩ Niệm Từ phân tích lại câu số 2. Sĩ Niệm Từ rồi, thấy bàn tay sĩ rồi. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính định lễ sư Trí Đức và con kính định lễ quý sư trong đạo tràng, con kính lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, con xin phân tích câu số 2. Dạ. Asa thung sa chu na chi ne. Asa thung sa chu na chi ne. Dạ, á là đoạn âm, Sa là trường âm thông thường, Thun là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa là trường âm thông thường, Thú là đoạn âm, Na là trường âm thông thường, Chí là đoạn âm, Nê là trường âm thông thường. Và như vậy trong câu này chỉ có 2 loại trường âm thưa sư. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có chữ Thun và trường âm thông thường thì có là sa, sa, na, nê. Dạ, và đoạn âm là có là á, thú, chí. Dạ, con đã phân tích xong. Con có sai thì xin Ngài sửa lời giùm con.
Con xin dâng bích lại cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha ạ. Sàn thủ xin niệm từ rất là chính xác. Chị Kim, chị Nhật Quỳnh đã tặng những cành hoa tốt đẹp ha. Như vậy là sách ca niệm từ phân tích không có chỗ nào sai hết. Sa thùng sa thu là chi nề sa thù. Như vậy câu số 2 có ai thắc mắc không? Alo. Không ai thắc mắc. Như vậy thì câu 1, câu 2 sau phân tích xong, cái giọng đọc của chúng ta sẽ liền lạc với nhau ha. Áp cô thề na chi nề cô thằng á xà thùng xà thu na chi nề. Áp cô thề na chi nề cô thằng á xà thùng xà thu na chi nề. Áp cô thề na chi nề cô thằng á xà thùng xà thu na chi nề. Câu 1, câu 2 dứt điểm chưa? Có chỗ nào thắc mắc tại sao đọc kỳ quá hả? Khi nào quý vị mình thấy là thông rồi thì chúng ta qua câu khác. Thông qua được chưa hay là còn rắc rối? Im ru rồi, im lặng tức là chấp nhận ha. Qua câu số 3. Ok rồi. Chi nề ca đa ri dân đà nề na. Chi nề ca đa ri dân đà nề na. Chi nề ca đa ri dân đà nề na. Câu số 3. Câu này không biết phân tích làm sao đây. Mời huynh đạo huynh. Alo. Huynh đạo huynh ơi, câu số 3 đang chờ huynh nè. Alo, huynh đạo huynh. Trong room này chỉ có một mình huynh ha, nhất nam viết hữu ha. Còn bao nhiêu là nữ nhì? Bây giờ chứng tỏ trường khu đi, chứng tỏ mình là một nam nhân, đại diện cho thiên nam ha. Rồi, mời huynh đạo huynh. Câu số 3. Hít nề cá đa ri dần đa. Rồi, huynh đạo huynh đâu mất tiêu ta? Huynh đạo huynh thấy câu này khó quá. Nam nhi chi chí đó. Nam nhi chi chí nè. Tức là chứng tỏ chí trượng phu của một người nam nè. Hay là người ta còn nói nhất nam viết hữu nè. Rồi, nghe sợ quá ha. Huynh đạo huynh coi như thấy câu này khó quá, cho nên ngại không dám đưa tay. Sao? Không vô room được. Thưa sư, sao kỳ giấy? Ngồi ở đàng hoàng đó mà sao không vô room được? Đưa tay thôi. Đưa tay là sẵn sàng nhường micro. Đưa tay. Đang ở trong room mà sao nó không vô room được? Cái này là một cái kỳ cục quá. Mời bạn trai của huynh được huynh nè, hồi nãy thấy chiếc niệm từ vô, vì vô room thì nắm luôn. Ôi, đâu được, đó là chiếc kem chứ đâu phải là huynh đạo huynh chán lên. Rồi bây giờ huynh đạo huynh đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên nè. Rồi, xin mời bàn tay xinh đẹp. Sao không vô room được? Ồ, kỳ cục quá nha. Huynh cứ đưa tay lên thử coi. Đâu ơi, học trục trặc kỹ thuật rồi sao? Như vậy là huynh đạo huynh nó bị trục trặc kỹ thuật, ai cứu bồ. Thôi chắc là phải mời Sik Christina. Alo Sik Christina, có chút máy không? Rồi, thấy câu này khó, cho nên cũng im ru luôn. Rồi, xin nhật mình quá, rồi, tới luôn bắt tài.
Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. À, Quỳnh Quỳnh thấy mic mà không cầm mic được. Dạ, cảm ơn Quỳnh đạo Quỳnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con không có dám cú bầu đâu nhưng mà con cầm mic để con sám hối. Lúc nãy con tính lặng luôn rồi. Mà tá hội con nghe ngài rầy quá quảng hồn chạy tới. Dạ, chứ con thấy có Như Hoàng, có chị Mít Ta, có Xích Kim rồi con lặn, mà thấy lặn không ổn nên trầu lên. Dạ, con cầm mít để con sám hối ạ. Dạ, giờ con xin phân tích câu số 3. Chi nề ca đa ri dằn đà nề na. Dạ, cảm ơn Như Hoàng. Chi nề ca đa ri dằn đà nề na. Trong câu này có chữ nê, chữ đa, chữ nê là ba trường âm thông thường, chữ dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu này chỉ có hai loại trường âm và ba bốn bốn trường âm và năm đoạn âm. Năm đoạn âm là chi, cá, đá, rí là bốn, ná là năm. Câu số 3 này có 9 từ và có 3 trường âm thông thường, 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong, con có sai thì con nhờ ngài chỉ dạy cho con. Năm 2 giá con xin xuống mít đó. Xích Nhật Quỳnh phân tích Xích Kiếm là huynh đệ huynh tặng bông được mà. Khi mà thấy tặng bông như vậy là yên tâm ha. Còn khi nào mà thấy chát lên cái chữ chết chắc á, là bảo đảm là có sai ha. Còn mà tặng bông là an toàn trên xa lộ ha. Ơi, xa thủ xa thủ. Và Xích Nhật Quỳnh mà còn sai gì nữa. Rồi, huynh đừng huynh cười được nè, cười được thì cầm micro cười cho người ta nghe. Hay kiểu này là thấy mệt quá. Thử thử cầm micro đi huynh đừng huynh. Thử đưa tay nữa. Bởi vì coi như cái phòng chat bằng giọng nói mà bây giờ vô đây mà không nói được tức lắm á. Rồi bây giờ huynh đừng huynh là thử đưa bằng tay ha. Đưa thử chứ không phải đưa thiệt nha. Alo, cho bây giờ chat được nè, cười được nè, mà cầm micro không được á, là kỳ lắm mà. Thấy mic nhưng mà không cầm được, cái này ngộ nha. Thấy mic mà không cầm được, sợ mic có mũ á, cho nên cầm nó dính luôn. Ngại vậy thôi, có được. Ủa, bây giờ huynh đệ huynh nè, đi ra ngoài, rồi vô lại. Huynh đi ra ngoài rồi huynh vô lại thì thấy rằng cái sự thay đổi của mình có kết quả hay là không có kết quả. Rồi 1 2 3 không thể không. Bây giờ huynh đã huynh cứ ra ngoài đi rồi vô lại đi ha. Rồi coi thử mình phải chiến thắng chính mình nha. Nhật tăng nhật nhật tăng hữu nhật tăng, mà mỗi ngày mỗi mới mình thấy rằng mình có một cái trục trặc gì đó mình phải khắc phục ngay. Rồi ủa xin đỡ huynh đầu huynh không chạy ra, mình thấy xin chạy chicken chạy ra rồi lấy trấn chạy vô kìa. Ơi huynh cố gắng đi, huynh ra ngoài rồi sẽ vô lại ha, thì chắc rằng cái đường truyền nó ổn định hơn. Rồi bây giờ như vậy là câu số 3 chúng ta thông qua được chưa? Bây giờ đến câu số 4. Câu số 4 là câu cuối cùng. Sách chê na a li ca hòa đi nằng. Sách chê na a li ca hòa đi nằng. Sách chê na a li ca hòa đi nằng. Câu cuối cùng. Câu này quý vị thấy có bao nhiêu trường âm? Câu
sau này có bao nhiêu trường âm. Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh nói rằng có 5 trường âm. Mới chào Sĩ Su Kha vừa đến với Đạo Tràng. Và 5 trường âm đó chúng ta thấy rằng chữ sách là 1, chữ chê là 2, chữ a là 3, chữ qua là 4 và chữ năng là 5. Chính xác, câu này có 5 trường âm. Trong 5 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Trong 5 trường âm này thì nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Sĩ Nhật Quỳnh và Sĩ Kim nói rằng trong 3 loại trường âm. Vậy thì đi vào chi tiết ha. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Kim nói có 3. Đó chính là chữ chê, chữ a và chữ qua. 3 trường âm thông thường, chính xác. Bao nhiêu trường âm nhấn? Trường âm nhấn thì vị nói có 1, đó chính là chữ sắc. Và bao nhiêu đoạn âm? Bao nhiêu đoạn âm mình đưa số 1 là cái chắc. Người ba kẻ bốn ha, không có đoàn kết nhau tí nào. Bao nhiêu đoạn âm thì quý vị nói 4, 4 đoạn âm, sửa sai rồi, 3 rồi chạy đến số 4, 4 là đúng rồi. Chữ ná là 1 nè, chữ lý là 2, chữ cá là 3 và chữ đi là 4, 4 đoạn âm là chính xác. Và trường âm đọc theo dạng nguyên âm có bao nhiêu? Trường âm đọc theo dạng nguyên âm có 1. Shishuka, Shishuka nó 1, đây chắc là bất chước. Sĩ Kim, Sĩ Quỳnh, cho nên đưa lên số 1 chi vậy? Rồi, mời Shishuka phân tích câu số 4. Có tham gia như vậy chứng tỏ là Shishuka đâu thực hành pháp môn tam tịnh nhục đâu ha. Rồi, bàn tay đâu? Alo, trời ơi, kép dở mà đông tuồng lâu nữa cha, đưa bàn tay mà cũng chậm quá. Shishuka, rồi, thấy rồi, thấy rồi. Alo. Nhỏ. Có nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Nhật Quỳnh đã nghe rõ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cho con, cô Nhật Quỳnh có thể bóp cho con cái câu đấy không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Như Quang. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính hành lễ Thượng Tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào với cô Tu Lữ cùng quý cô chú Phật tử trong Đạo Tràng. Dạ, con xin phân tích đoạn số 4 của câu kinh Pháp Cú số 223. Sắc kê na a ni ca wa di năng. Dạ, sắc là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, a là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, ca cá là trường âm, cá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, đi là đoạn âm, dạ, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc chê na a ni ca qua đi năng.
Dạ, câu này là có sắc là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, a là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, cá là đoạn âm, hoa là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, vậy là có một trường âm nhấn, hai trường âm thông thường và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Alo, 123, 123, phân tích thì đúng, mà khi gom lại thì sai. Trường âm thông thường ở đây mà sao nó có hai hả? Có ba trường âm thông thường sao nó có hai à, chữ chê là một, chữ a là hai, chữ qua là ba hả? Phân tích đúng nhưng mà gom lại thì thiếu một trường âm thông thường à. Rồi nghe lại như vậy là cũng tiến bộ lắm rồi ha. À, rồi à, như vậy là câu số 4 thấy có gì rắc rối nữa không? Số khá nghĩa là phân tích như vậy là đúc khá nha, khi nào mà phân tích đúng mới là số khá. Rồi sa thủ sa thủ. Bây giờ câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong à, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau giữa hai câu này ha. Chi nè ca đa ri dần đà nè na sa chê na a li ca hòa đi năng chi nè ca đa ri dần đà nè na sa chê na a li ca hòa đi năng chi nè ca đa ri dần đà nè na sa chê na a li ca hòa đi năng. Câu số 3, câu số 4 có gì rắc rối? Tại sao đọc kỳ như vậy? À, thắc mắc thì cứ đưa tay ha. Rồi, im ru. Vậy thì chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Ác cô thề na chi nề cô thần ác xa thùng xa thu nà chi nề ca đa lý dần đà nề na sát chê na à lý ca hòa đi nằng. Ác cô thề na chi nề cô thần ác xa thùng xa thu nà chi nề ca đa lý dần đà nề na sát chê na à lý ca hòa đi nằng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai chúng ta chia làm hai. Ác cô thề na chi nề cô thần ác xa thùng xa thu nà chi nề ca đa ri dần đà nề na sát chê na à li ca hòa đi nằng. Ác cô thề na chi nề cô thần ác xa thùng xa thu nà chi nề ca đa ri dần đà nề na sát chê na à li ca hòa đi nằng. Như vậy trong hai cách đọc thì quý vị thấy đừng bao giờ đọc một câu rồi nghỉ. Nếu quý vị đọc một câu rồi quý vị nghỉ, đó là cách in vần. Còn bây giờ chúng ta cố gắng làm sao để đọc nó dính liền một lần hai câu chúng ta cố gắng đọc hai câu dính liền nhau. Lấy không giận thân giận, lấy thiện thắng lương thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chơn thắng hữu huệ. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 223. Cảm ơn cô Như Quỳnh và cô Như Quang Cần và Đạo Huynh cho tín hiệu. Ồ, vậy là nghe rõ rồi đó. Vậy con đọc. Trời ơi, sao nó quay giờ trời ơi, trời trời, sao kia trời. Tự nhiên nhảy qua đây vậy. Trời ơi. Dạ. Nghe rõ hả? Tự nhiên sao nó nhảy qua tùm lum. Dạ được rồi. Tất cả cũng vẫn còn nghe âm thanh rõ không, cho tín hiệu lại đi, tại nãy cái kim nó tự nhiên qua nó nhảy qua quảng cáo á.
dạ cảm ơn, dạ cảm ơn, dạ đúng rồi. Ác khổ thề na chi nề khổ thằng a xà thùng xà thu nà chi nề karari dằn đà nề na sắc chề na à li ca hòa đi nằng ác khổ thề na chi nề khổ thằng a xà thùng xà thu nà chi nề karari dằn đà nề na sắc chề na à li ca hòa đi nằng ác khổ thề na chi nề khổ thằng a xà thùng xà thu nà chi nề ca đa ri dằng đà nề na sắc chề na à li khá hòa đi năng. Để đọc một hơi coi được không? Ác khổ thề na chi nề khổ thằng a xà thùng xà thu nà chi nề ca đa ri dằng đà nề na sắc chề na à li khá hòa đi năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy trơn thắng hư ngụy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn thấy sư trò còn ba cái bồng chắc không có gì sai. Con xin cảm ơn sư và nhường máy lại cho người khác. Alo. Dạ con cảm ơn cô nhiệt tình cho con biết tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Nguyên Trang. Nam mô Bố Tha. Dạ nam mô Tham Ma. Dạ nam mô Sang Kha. Dạ con kính nịnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư Tăng. Con kính nịnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Vô Cấu số 223. Ác cổ thề la chi nề cổ thẳng a sa thùng sa thú la chi nề sắc chề chi lề cắt đa di rằng đà nề lá sắc chề la à li ca hòa đi nằng. Ác cổ thề na chi nề cổ thẳng a xà thùng xà thu nà chi nề ca đa di rằng đà nề na sắc chề à sắc chề na à ni ca nằng. Ác cổ thề na chi nề cổ thẳng a xà thùng xà thu nà chi nề ca đa di rằng đà nề na sắc chề na à ni ca hòa đi nằng. Ác cổ thề na chi nề cổ thẳng a xà thùng xà thu nà chi nề ca đa di rằng đà nề na sắc chề na la à ni ca hòa đi nằng. Nấy không giận thắng giận, nấy thiện thắng không thiện, nấy thí thắng san tham, nấy trơn thắng ngư ngụy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ giờ con kính mời quý cô chú tiếp theo. Nam mô Bụt Tha. Dạ dạ đạo huynh kính lễ ba ngôi tâm. Dạ đạo huynh kính thành thư trí đức. Dạ cảm ơn cô Dục Quỳnh cho biết tín hiệu. Mình vô mà không có ý nắm mic mà cái mic nó cứ dính hoài, lần này thì cố ý vô nhưng mà không được vô. Dạ cuối cùng thì cũng được vô. Dạ dạ kính chào một lần nữa xin kính thánh lễ sư Trí Đức. Dạ kính chào tất quý bà quý cô quý anh chị em trong đầu tràng. Dạ đạo huynh xin đọc câu pháp cú 223. Dạ dạ đạo huynh xin bỏ cái phần vô trễ quá, thành thử là dạ đọc cũng hơi cả giật cả giật. A cô thề na chi nề cô thằng A cô thề na chi nề cô thằng A sa thùng sa thú na chi nề
Kadariyang da de nasak che na likawadinang ako te na chi ne ko thang asa tung sát thu na chi ne chi ne kadariyang da de nasak che na likawadinang. Dạ, và Thượng tọa Thích Minh Châu đã dịch như sau là lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chương thắng hư ngụy. Dạ, Đạo Huynh cũng xin góp ý là một cái bản chữ Hán là nó là cái chữ thí tức là bố thí, và sân tham là vừa búng xính mà vừa tham lam. Còn chữ chơn đây cũng như là chân thật, dạ, thánh hư ngụy tức là viễn vong mà rỗng tết, dạ, dĩ bất nhẫn thánh nhẫn, dĩ thiện thánh bất thiện, dĩ thí thánh sang tham, và dĩ thực thánh hư ngụy. Dạ, cái bản chữ Hán như vậy thì Đạo Huynh cũng xin đăng lên đọc lên để chia sẻ cùng với đạo tràng tham khảo thêm. Dạ. À, Nam Mô Bụt Tha Giá, và Đạo Huynh xin nhường bích lại cho một vị kế tiếp ạ. Dạ. Alo, âm thanh của huynh Đạo Huynh rất tốt. À, đường truyền bây giờ thấy tiến bộ hơn rồi. Hôm qua thì giật mic, nhưng mà hôm nay thì biết dừng lại. À, nhưng mà trong cách đọc trôi chảy đó vẫn bị bóp hai chỗ. À, huynh đạo huynh chú ý ha, phân tích trường âm đoạn âm thì huynh đạo huynh phân tích cũng chính xác chứ không phải là không, nhưng mà khi mà đọc á, thì có hai chỗ phải chú ý. Akothena jina, ở phía sau nó là đoạn âm chứ không phải akothena ha. À, hai ba lần đọc thì akothena. Rồi cái chữ thứ hai sách chê na cũng là chữ na, nhưng mà đọc sách chê na, sách chê na. Đó, hai chỗ huynh đạo huynh phải chú ý. Những cái chữ khó thì đọc được, nhưng mà tại sao cái chỗ này lại thêm chỗ huyền chi vậy? Akothena đọc akothena, sách chê na đọc sách chê na. Đạo huynh chú ý chỗ đó ha. Còn ở đây chúng ta học về coi như là Pali ha, chứ không phải qua Sanskrit Hán Tạng. Những cái chữ đó từ từ rồi chúng ta sẽ phân tích sau ha. Thì từ chúng ta sẽ đi vào cái khi mà duyên sự xong thì chúng ta có thể thảo luận ha. Rồi bây giờ tiếp tục mời những vị khác chưa đọc chúng ta tiếp tục. Alo, bàn tay của ai đây? À, con chép tay bỏ dấu trời cử Chiếc Nguyên Trang hả? Rồi xin mời. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức. Dạ con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào Đạo Tràng. Dạ con kính cảm ơn cô Như Quang, cô Nhật Quỳnh, cô Kim, huynh đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 223. Ako te na chi ne ko thang asa thum sa thu na chi ne. Chi ne kadari yang da ne na sak che na a li ka wa di nang. Ako te na chi ne ko thang asa thum sa thu na chi ne. Chi ne kadari yang da ne na sak che na a li ka wa di nang. Cô thề na chi nề cô thằng a sa thùng sa thu nà chi nề ca đa ri yằng đà nề na sắc chê na a li ca hòa đi nằng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng
không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Và đây là phổ thơ, ở đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc lại lần nữa. Con mất rồi. Em ra nó đứng này. Cô thề na chi nề cô thằng asa thùng xà thu nà chi nề ca đa ri dằng đà nề na sắc chề na à li ca hòa đi nằng. Không sân chế ngự hận sân, với đều ác xấu phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kết còi, lấy lòng chân thật cứu nồi dối gian. Và phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ với chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh, cảm ơn sư Kim, cảm ơn sư Diệu Hoàng, cảm ơn sư Nguyên Trang. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 223. Akko te na chi ne ko thang asa thung sa thu na chi ne kadari yang da ne na sắc che na a li ka wa di nang. Akko te na chi ne ko thang asa thung sa thu na chi ne kadari yang da ne na sắc chê na a li ca hòa đi năng. Ác cô thề na chi nề cô thằng á xà thùng xà thu nà chi nề ca đa ri dằng đà nề na sắc chê na a li ca hòa đi năng. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Ác cô thề na chi nề cô thằng á xà thùng xà thu nà nề chi nề ca đa ri dằng đà nề na sắc chề na à li ca hòa đi năng. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nồi dối gian. Dạ, con đã trả bài xong. Con có sai xin ngài sửa lại dùm con ạ. Từ xin dân mít lại cho đạo tràng để lên tiếp tục trả bài. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con không thấy bằng tay của ai nên con xin phép được trả bài ạ. Dạ, cảm ơn Huynh Đạo Huynh. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Cú Kinh số 223. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Ách cô thề na chi nề cô thăng á xạ thùm xa thú na chi nề đắc ca đa đi dặn đà nề na sạch chê na a li ca hòa đi năng. Ạch cổ thề na chi nề cô thăng á xạ thùm xa thú na chi nề. Dạ đạo tràng còn nghe không ạ? Quỳnh đạo Quỳnh hết nghe và đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Dạ cảm ơn Sích Kim, cảm ơn Quỳnh đạo Quỳnh. Dạ,
con xin đọc lại và cảm ơn Nguyên Trang. Ác cơ thề nó chi nề cơ thằng á xà thâm xà thứ na chi nề đá ca đá đi dần đà nề nạp chê nó a li đi ca hòa đi năng. Dạ cảm ơn niệm từ. Con đọc cái chữ này nó tầm bậy quá. Ác cơ thề nó chi nề cơ thằng á xà thâm xà thứ na chi nề ca đá đi dần đà nề nó sách chê na a li ca hòa đi năng. Ác cơ thề na chi nề cơ thằng á xà thâm xà thứ na chi nề ca ra đi dần đà nề na sạch chê na a li ca hòa đi năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiệt thắng không thiệt, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Ách cơ thề na chi nề cơ thằng á xạ thùm xa thú na chi nề ca đá đi dần đà nề na sạch chê na a li ca hòa đi năng. Ách cơ thề na chi nề cơ thằng á xạ thùm xa thú na chi nề ca đá đi dần đà nề na sạch chê na a li ca hòa đi năng. Không sân chế ngự. Hận sân vui xả ly thắng niệm chân kính cảm ơn đàn và kính mời bàn tay quý vị có thể đưa lên. Dạ con có sai thì ngài chỉ dạy cho con. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị trong đạo tràng. Ô sa thú. Dạ kính mời xích viên nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào sư Trí Đức. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Akothena chine kothang asatum satum na chine chine kada viyang dane na sacce sacce na alika và đi năng. Akothena chine kothang asa tham satu na chine chine kada ridang dane na sacce na alika và đi năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Của Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Và không sân thắng ngự hận sân với điều xấu ác, phải cần tốt vui xả ly thắng niệm kết còi lấy lòng chân thật cứu nòi dối gian. Của Hòa thượng Thích Giới Đức dịch đã mà con xin xuống mic. Con cảm ơn. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính thánh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ ngài có nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ kính cảm ơn Quỳnh Đạo Quỳnh. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Nguyên Trang. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ cảm ơn Sina.
Ngài đâu mất tiêu rồi quý vị ơi. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Rồi xong ngay. Ngài đâu mất tiêu rồi. Chắc con đọc bài nữa quá. Dạ. Nãy con đọc không xong. Chắc con đọc lại quá quý vị. Trong khi chờ đợi Ngài đưa tay. Dạ hay là có vị nào đưa tay đọc bài thì xin mời bàn tay của quý vị nha. Dạ không có ai đọc bài thì Nhật Quỳnh đọc ạ. Nhật Quỳnh đọc nữa. Cảm ơn nhiều quá. Được Nhật Quỳnh đọc cái chỗ này không có xong. Dạ. Dạ. Còn chờ chờ cũng không thấy, không thấy tín hiệu của Ngài. A cô thề na chi nề cô thằng a xà thùm xà thú na chi nề ca đa di văn đà nề na sạch chê na a lý ca hòa di năng. A cô thề na chi nề cô thằng a xà thùm xà thú na chi nề ca đa di văn đà nề na sạch chê na a lý quát ca a lý ca hòa di năng. Đúng là đọc không xong. A cô thề na chi nề cô thằng a xà thùm xà thứ na chi nề ca ra đi dằng đà nề na sạch chê na a. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nam mô Bích Tha giá. Dạ đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Rồi, sư vào đạo tràng, sư cũng không nghe âm thanh con luôn. Ngài Trí Đức cũng không nghe luôn. Bây giờ làm sao để quý vị? Quý vị cho Nhật Quỳnh ý kiến đi. Đọc bài thì được đọc cũng không xong luôn. Ngày hôm nay Nhật Quỳnh cái làm cái gì cũng hư chuyện cái đó hết. Dạ, làm gì cũng hư chuyện hết. Lý do con mắt nó không thấy đường. Tự nhiên bây giờ mắt nó nhìn vô màn hình nó tối đuôi và nó rất là cay. Nên mắt nhắm mắt mở đọc không có xong. Dạ kính chào Hoa Cúc Tím vừa vào đạo trang. Nam mô Bụt Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ. Xin Ngài trở lại đạo tràng ạ. Ngài không trở lại đạo tràng, đại đức Pháp Trang cũng không nghe luôn. Dạ xà thủ còn kính nhân bích đến Ngài, Ngài cứu giùm con chứ mắt con hết tay đường rồi Ngài ơi. Alo 123 123, quý vị nghe rõ không? Rồi như vậy thì dòng kinh cũng đã đọc xong ha, bây giờ qua dòng kệ ha. Rồi chúng ta tìm hiểu tại sao có câu Phật ngôn này. Trước tiên xin lặp lại. Bây giờ xin đưa bài học lên và xin lặp lại dòng kinh trước. Akko the na chi ne ko thang asa thung sa thu na chi ne kadari yang da ne na sacce na alikawa di năng. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai. Akko the na chi ne ko thang asa thung sa thu na chi ne kadari yang da ne na sacce na alikawa di năng. Trong cái giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc như vậy. Còn cái giọng kệ, đã gọi là kệ thì đọc sao cũng được. Nhưng mà căn cứ câu Phật ngôn này theo âm từ tức là 8. Vậy thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 cho dễ đọc ha. Nhưng mà quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Cố gắng đọc một lần hai câu. Chúng tôi xin đọc trước ha. Akko the na chi ne ko thang asa thung sa thu na chi ne ka da ri yang da ne na san che na a
đi cao quá đi nợ a cô thế na chi nê cô thân a sa thung sa thu na chi nê chi nê ca đa ri yang đa nê na san chê na a li ca wa đi nặng a cô thế na chi nê cô thân a sa thung sa thu na chi nê chỉ nê ca đa ri văn đa nê na san chê na a li ca wa đi năng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư nguyện. Rồi bây giờ xin mời quý vị theo cùng được, nhưng mà một đọc dòng kệ để chúng ta an chú cầu Phật ngồi cầu Phật. À, Sư Ca Minh nghe kệ hay quá, có bỏ chạy mất tiêu ha. À, Sư Ca Minh cũng có một cái giọng rất là truyền cảm. À, nhưng mà rồi nghe giọng kệ hay quá chạy mất luôn. Rồi bây giờ vị nào rồi xin Nhật Quỳnh ha, rồi xin mời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin đỡ mic cho ngài. Dạ, để khi mà con kêu cứu thì ngài cứu con. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời xích niệm từ Nguyên Trang. Xích Duyên, dạ quý vị này người bị nào cũng kệ được mà. Xu Khá đi, lên kệ luôn đi Xu Khá. Hôm nay mình có thời gian ngồi trong khung lâu vậy Xu Khá, đưa bàn tay lên đi kệ luôn đi. Hôm trước Nhật Quỳnh thấy Xu Khá kệ cũng được mà, Xu Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Xu Khá? Xu Khá ơi, Xu Khá ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. À, trong khi Nhật Quỳnh mời, nếu mà Nhật Quỳnh Trang ở nhà thì tắt đi nha, trả tiếp. Dạ con xin cảm Ago thê na chi nê cô thăng a sa thum sa thu na chi nê chi nê ca đa ri văn đa nê na sa chê na a li ca qua đi năng Ago thê na chi nê cô thăng a sa chi nê chỉ nê ca đa ri văn đa nê na sạch chê na a li ca qua đi năng lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư ngụy. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Ác cô thê na chỉ nê cô thăng a sa thum sa. Dạ con xin đọc lại. A cô thê na chi nê cô thăng a sa thum sa a chi nê chi nê ca đa ri văn đa nê na sạch chê li ca qua đi năng a cô thê na chi nê cô thăng a sa thâm xa chi nề chỉ nề ca đa ri văn đa nề na sạch chê na a li ca qua đi năng không sân chế ngự hận sân với điều xấu ác phải cần tốt vui xả ly thắng niệm kiết còi lấy lòng chân thật gọi dối gian. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn nhất là Như Quang phất tài. Dạ giờ mời bàn tay quý vị. Quý vị ơi, đưa bàn tay xinh đẹp mình lên. Alo alo.
Mau lên, mau lên. Không thấy một bàn tay nào xinh đẹp nào hết. Nằm theo đây bạch ngài. Dạ con không thấy bàn tay xinh đẹp nào hết bạch ngài. Chắc nguyên trang. Ồ, xà thú bàn tay niệm từ của Nhật Quỳnh nha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sơn Khai dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư thi và con kính đảnh lễ với con kính lễ với cô tu nữ và con kính chào đồng từ cuối số 223. Cảm ơn quá, cảm ơn sư Nhật Quỳnh. Dạ. Kính chào sư Tâm Pháp. Đạo tràng nhé. Chi nê cô thằng a sa tu tung sa nê. Chi nê ca đa ri yang đa nê na. Sạc chê na a chê. Sạc chê na a li ca wa di năng. A cô thê na chi nê cô thằng a sa tung sa tu na chi nê. Chí nê ca đa ri yang đa nê na sạc chê na a li ca wa di na. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. A cô thê na chí nê cô thắng a sa tu sa tu na chí nê. Chí nê ca đa ri yang đa nê na sạc cha nê a li ca wa di năng. Không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui. Xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cuốn nồi dối gian. Dạ, niệm từ đã kể xong và bây giờ niệm từ xin nhường mic lại cho đạo tràng, xin kính mời đạo tràng lên kể tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. À, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ kính cảm ơn cô Như Quang. À, đạo huynh đã biết cho biết được tín hiệu. Dạ con xin kể câu 223 kinh Pháp Cú ạ. Akko thê na chi nê cô thăng a sa thu sa thu na chi nê chi nê ca ra ri yang da nê na sak chê na a li ka wa di năng. Akko thê na chi nê cô thăng a sa thu na chi nê chi nê kada ri yang da ne na sak che na a li ka wa di nang. Akko te na chi ne ko thang a sa tu na chi ne kada ri yang da ne na sak che na a li ka wa di nang.
lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy trơn thắng hư ngụy. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: không sân chế ngự hận sân, với điều ác xấu phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kết còi, lấy lòng chân thật cứu nòi dối gian. Và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ mời bằng tay Tâm Pháp, mời bằng tay cô Biển, mời bằng tay cô Huỳnh Đạo Huỳnh. Dạ cảm ơn Như Quang và Đạo Huỳnh Đạo Huỳnh cho một tín hiệu. Dạ đưa bằng tay xinh đẹp lên đi quý vị ơi. Dạ ở trong đạo tràng này có một Huỳnh Đạo Huỳnh là thanh niên chi khí, không đưa tay mạnh dạn lên mà còn chờ vậy nữa Huỳnh. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ Đạo Huynh một lần nữa kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh và kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Nhật Quang cho biết tín hiệu. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Đạo Huynh xin kể kinh câu Pháp Cú 223. Dạ cảm ơn cô Nhật Quang đã bốt bài. A cô a cô thế na chi nê cô thằng a sa thung sa đu na chi nê ca đa ri yang đa nê na sắc chê na a li ca hoa đi năng A khô đê na chi nê cô thần A san sa thu na chi nê ca đa ri yang đa nê na Sắc chê na a li ca hoa đi năng Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, thấy chơn thắng hư ngụy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và Hòa Thượng Trí Đức Đà Phổ thôi như sau: không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cứu nồi dối gian. Dạ Đạo Huynh đã kể xong và xin nhường biết là cho đạo tràng. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất là nhiều. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ con cũng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng á. Chắc phố Biển như là Tâm Pháp kẹt tay rồi nên là không có đưa tay lên được. Dạ cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ một lần nữa con cũng thỉnh ngài Trí Đức ạ. Dạ sa thủ đành thay con kính nhân bích đến ngài. Sa thủ hôm nay qua cái giọng kệ chúng ta nghe được những cái giọng kệ vàng, những cái dòng huynh vàng của Thích Nguyên Trang, là của huynh Đạo Huynh là giống nghề ha. Hôm nay mới xuất hiện đối với giang hồ mà dòng kể đi vào lòng người ha, rất là tuyệt vời. Rồi lần sau cứ thế mà làm, mình dạng lên, ngại ngùng gì không biết nữa. Có cái hay phải đem ra cho bà con biết để người ta hoan hỷ, giấu nghề hoài. Câu Phật ngôn 223 chúng ta xin đọc qua dòng kinh rồi tới dòng kệ rồi đi vào duyên sự ha.
A cô thề na chi nề cô thần a sa thôn sa thu na chi nề ca đa ri yang đà nề na sa chê na a ri ca hoa ri năng. A cô thề na chi nề cô thần a sa thôn sa thu na chi nề ca đa ri yang đà nề na sa chê na a ri ca hoa ri năng. Lấy không dần thắng dập, thắng không thể hằng, để thí thắng sầm, để trần thắng hư nguyện. Tại nhà của nàng Uttara và Đức Phật đã đề cập đến cô ta ở trong thành Rajagaha. Nghèo khổ tên là Punna, đi làm thuê cho chẩn giả Sumana để sống qua ngày. Chờ qua đời, này Punna, những công nhân của ta đều nghỉ lễ để vui chơi, còn ngươi thì thế nào? Thưa chủ, việc nghỉ lễ vui chơi là việc của những người giàu có, còn trong nhà tôi ngày mai này không có gạo để mà nấu cháo thì tôi nghỉ lễ để mà làm gì? Tôi sẽ bắt bò đi cày. Phải rồi, ngươi hãy bắt bò đi cày đi. Sau khi bắt một đôi bò khỏe và lấy cái cày, Punna đi về nhà bảo với vợ: này em, dân ở trong thành vui chơi trong 7 ngày lễ hội, còn mình thì nghèo quá, phải đi làm thuê. Vậy thì hôm nay em hãy lấy gạo nhiều gấp đôi, nấu cơm rồi mang ra đồng cho anh nha. Dặn vợ xong thì anh chàng mang cọc bò đi ra ruộng để. Lúc bây giờ sau 7 ngày nhập đại định, trưởng lão Sariputta vừa xuất định trong ngày đó và ngài quán xét rằng: hôm nay ta sẽ tế độ ai đây? Rồi hình ảnh của Punna lọt vào trong võng trí của ngài. Anh ta có đức tin và cúng dường vật thực đến ta hay không? Và được biết rằng có, và nhờ đó Punna sẽ có quả báo lớn trong kiếp hiện tại này. Khi mà quán xét xong rồi thì ngài Sariputta đắp y mang bát đi đến chỗ Punna đang cày ruộng. Ngài đứng ở trên bờ ruộng nhìn về phía lùm cây. Punna trông thấy ngài Sariputta phát tâm hoan hỷ, bỏ cày xuống đến đảnh lễ ngài Sariputta với một cách cung kính bằng ngũ thể đầu địa, và nghĩ rằng chắc ngài dùng cây đánh răng cho nên ngài nhìn về cái lùm cây đó. Rồi y liền làm một cái cây đánh răng đúng theo pháp rồi dâng lên cho ngài Sariputta. Khi ấy ngài trao bát và đồ lọc nước cho y. Punna mới suy nghĩ chắc ngài cầm dùng nước, rồi anh ta đi lấy nước, lọc nước xong cúng đến ngài Sariputta. Ngài Sariputta suy nghĩ: Punna này nhà ở cuối xóm, nếu mà ta đi đến nhà của anh thì vợ của anh ta không thể gặp được ta, chi bằng hãy nán chờ ở nơi này một chút. Rồi ngài dùng trí quán xét, khi mà biết vợ Punna đang trên đường mang cơm đến cho chồng thì ngài đi thẳng vào trong thành Rajagaha. Nàng Uttara khi gặp được ngài Xá Lợi Phất ở giữa đường thì cô ta tự nghĩ: đôi khi ta ta
có ngài mà chẳng có gì để bác. Hôm nay vừa được gặp ngài, vừa có vật thực để bác, không biết ngài có tế độ cho mình hay không. Đặt mâm cơm xuống, vợ Phunna đảnh lễ ngài Sariputta và bạch rằng: bạch ngài, xin ngài từ bi tế độ cho cái kẻ tối đòi của ngài. Đừng lưu ý đến vật thực này ngon hay là dở. Ngài Sa La Phất đưa bình bát ra. Nàng Uttara một tay bưng cơm, một tay xớt cơm vào bát. Khi được nửa phần cơm thì ngài Sariputta bảo: thôi vừa rồi. Ngài lấy tay che cái bình bát lại. Nhưng mà nàng Uttara vang lên rằng: bạch ngài, một bữa ăn không thể chia làm hai phần. Ngài khỏi tế độ kẻ tu đòi này trong kiếp này, nhưng mà xin ngài hãy tế độ trong kiếp vị lai. Con muốn dâng tất cả cơm này đến cho ngài, không còn để dư sót lại. Nói rồi nàng Uttara xếp trọn bát cơm vào bình bát của ngài Sa La Phất, rồi phát nguyện: mong sao con đạt được cái pháp mà ngài đã giác ngộ. Ngài Sariputta phúc chúc rằng: Ích tăng bát chỉ tăng tôn hăng khi phẩm meo và sâm mít trợ tu, cho người được thành tựu như ý nguyện. Và ngài đi đến một cái nơi mát mẻ, có nước uống, nước rửa tay. Ngài ngồi xuống dùng phần cơm đó. Vợ của Phunna quay về nhà nấu phần cơm khác cho chồng. Phunna cài được nửa mẫu ruộng, đói bụng quá, bằng mỡ bò thả ra cho đi ăn, rồi vào ngồi trong một bóng mát của một cây to nhìn ra lộ. Khi mà vợ của Phunna buông cơm, mang cơm ra cho chồng, thấy Phunna đang ngồi trong bóng mát hướng nhìn ra, thì tự nghĩ rằng anh này đói bụng và đang chờ mình. Nếu anh ta trách mắng mình sao mà lâu quá vậy, và dùng roi mà đánh mình thì sẽ mất đi cái lợi ích. Vậy thì ta hãy lên tiếng trước. Cô ta mới nói với chồng rằng: anh ơi, hôm nay anh nên phát tâm trong sạch, đừng phá tan cái phần phước mà em đã tạo. Hồi sáng khi mang cơm ra ruộng cho anh, dọc đường anh gặp trưởng lão Sariputta. Em đã cúng dường phần cơm ấy đến cho ngài, rồi trở về nấu lại phần cơm cho anh đây. Mong anh hãy phát tâm trong sạch với việc phước thiện đó. Phunna mới hỏi lại: em vừa nói cái gì vậy? Khi mà nghe vợ lặp lại thì anh ta hoan hỷ, nói rằng: nè em, việc mình đã làm là cúng dường để ngài Sariputta phần cơm ấy là phải lắm chứ. Chính anh cũng đã cúng dường ngài cây đánh răng cùng nước súc miệng, rửa mặt sáng hôm nay nè. Với tâm trong sạch thỏa thích khi nghe vợ nói, Phunna đã dùng cơm, thân mệt mỏi nằm xuống gác đầu lên đùi của vợ mà ngủ. Khi ấy thưa ruộng của Phunna vừa cày được từ ban sáng, tất cả đất nát đều trở thành vàng rực như là một đống hoa Kanika vậy. Khi thức dậy nhìn thấy cảnh tượng đó, Phunna bảo với vợ rằng: nè em, thưa ruộng mình hình như hóa thành vàng cả. Có lẽ vì tôi hoa mắt do đói bụng mà thấy như vậy phải không? Anh à, chính em cũng thấy như anh vậy. Phunna đứng dậy đi đến thưa ruộng, cầm lấy cục đất đập vào cái cán cày và biết đất đó đã thành vàng, thì kêu lên rằng: may thật, cái việc đặt bát cúng dường để ngài pháp chủ đã trú quá ngày hôm nay. Nhưng mà bấy nhiêu vàng đây ta không thể cất hưởng trọn vẹn được. Phunna lấy vàng đựng vào trong mâm cơm mà vợ anh mang cơm ra cho anh, rồi đi thẳng đến hoàng cung. Chờ được lệnh vua, anh bảo ý kiến đức vua. Đức vua phán hỏi: như gì vậy khánh? Đâu vậy hả? Hôm nay đất mà thần vừa cày lên bỗng hóa thành vàng. Xin bệ hạ hãy cho trở về hoàng cung đi.
Khanh là ai mà nói vậy? Dạ, thần là Puna. Hôm nay Khanh đã làm cái gì? Dạ, sáng hôm nay con có cúng dường cây trà răng, cúng dường nước đến Đức Pháp Chủ Sariputta. Và vợ của con thì cúng dường cơm, là phần cơm của con đến cho Ngài Pháp Chủ. Nghe như vậy Đức Vua tán thán rằng, vậy thì cái việc cúng dường của Khanh đến Ngài Sariputta đã trổ quả rồi đó. Này Khanh, giờ đây trẫm phải làm cái gì bây giờ? Xin Đại Hạ cho người mang mấy ngàn của xe bò đến cái ruộng rồi chở vàng về. Đức Vua cho người đánh xe bò mang vàng về. Trong khi chắc vàng lên xe thì các quan chức của triều đình bảo với nhau, đây là vàng của Đức Vua. Rồi tự nhiên các cái thỏi vàng biến thành đất hết. Mọi người lạ lùng trở về báo cho Đức Vua biết. Đức Vua phán hỏi rằng, các khanh đã nói cái gì vậy? Tôi bệ hạ, chúng ta nói đây là vàng của Đức Vua. Này chư khanh, đó không phải là tài sản của trẫm mà là của Puna. Hãy đi khi cầm cục vàng đó lên mà nói rằng đây là tài sản của Puna. Các quan đã làm theo lời của Đức Vua. Tự nhiên những cục đất họ cầm trên tay đều hóa thành vàng. Họ chở tất cả vàng đó về đổ thành một đống giữa sân rộng cao đến 80 hecta. Đức Vua cho triệu tập thị dân vào hoàng cung và phán hỏi rằng, trong thành này có ai là người có được số tài sản như vậy không? Tâu bệ hạ, chẳng có ai cả. Nên ban thưởng cái gì cho người đã có được tài sản như thế này? Tâu bệ hạ, nên ban thưởng cái danh vị trưởng giả cho người ấy. Vậy thì trẫm phong cho Puna tước vị trưởng giả Bahu Thana đa kim nhiều vàng bạc. Rồi Đức Vua ân tứ cho Puna nhiều phẩm vật với chức lộng của trưởng giả. Puna tâu với Đức Vua rằng, tâu bệ hạ, bấy lâu nay thần đã nương vào gia tộc của trưởng giả Sumana. Xin bệ hạ hãy ban cái nơi ngủ cho thần đi. Đức Vua chỉ tay về hướng nam của ngôi nhà trưởng giả Sumana. Có một khoảng đất trống, cho nên nói với Puna rằng, Khanh hãy nhìn theo đây. Về phía tây mặt, Khanh thấy lùm cây rậm rạp. Hãy dọn sạch nơi đó và cất nhà ở. Và chỉ vài ngày sau, Puna đã cất xong một ngôi nhà chỗ Đức Vua ban cho. Nhân dịp khánh thành ngôi biệt dinh cùng với lễ thọ phong cái danh vị trưởng giả được cử hành cùng một ngày, trưởng giả Puna cho tỉnh Chi Tăng có Đức Phật là vị thượng thủ đến dự cúng dường vật thực đến Đức Phật và Chi Tăng. Khi mà thọ thực xong, Đức Phật tùy hỷ bằng thời pháp gọi Abhedha, tức là tuần tự pháp, và dứt tự pháp. Trưởng giả Puna cùng vợ và con gái là nàng cả ba đều chứng đạt thánh quả của đạo hoàng. Một thời gian sau, trưởng giả Sumana định cưới tiểu thư Uttara cho con trai của mình. Nhưng tôi không gả con gái đâu. Ông trưởng giả ở trong thành ra chắc cả mới năn nỉ, xin ông đừng có làm vậy. Mấy lâu nay chúng ta vẫn ở chung với nhau, thân thiết với nhau. Hôm nay được phú quý vinh hoa rồi, xin hãy gả cho con trai tôi đi. Trưởng giả Puna mới nói rằng, ông là người tà kiến, con gái tôi không thể sống xa Tam Bảo được, không bao giờ tôi gả con cho con của ông đâu. Khi đó có nhiều vị công tử, có nhiều trưởng giả xúm nhau thuyết phục mời trưởng giả Puna. Xin ngài đừng có tình hữu ngã con gái cho con trai của ông ta đi. Sau cùng, giả Puna chấp nhận lời yêu cầu của do những người khác coi như. Rồi chọn ngày rằm tháng 6 để gả con. Từ ngày nàng Uttara về nhà chồng, cô không còn được thân cận với Chư Tăng,
không được cúng dường để bác đến di tăng hoặc được nghe pháp từ các ngài. Trải qua 2 tháng rưỡi như thế, cô hỏi những nữ tỳ: bây giờ còn bao nhiêu nữa là cái ngày ra hạ của di tăng? Thưa cô, còn nửa tháng nữa. Nghe vậy, nàng Uttara liền gửi thơ đến cho cha và nói rằng: tại sao cha lại đem con vào trong một cái nhà tà kiến như vậy? Thà bắt con mang cái danh hiệu rồi tuyên bố con là nữ tỳ của kẻ khác, không biết Phật pháp là gì. Kể từ ngày con về làm giờ, có một vị tỳ khưu nào cả hoặc là được cúng dường một lần nào hết. Khi nhận được thư của con gái như thế thì Puna xót thương nàng Uttara, mới than rằng: khổ thân con gái của ta. Chân giả Puna cho con gái mình 15.000 đồng tiền vàng với một phong thư với lời dạy rằng: trong thành này có một kỹ nữ tên là Sirima, nhận tiếp khách với giá 1.000 đồng tiền vàng mỗi đêm. Vậy thì với số tiền này, con hãy mời nàng về hầu hạ chồng con trong nửa tháng để con được rảnh rang làm việc phước thiện. Nàng Uttara nghe lời cha, rước nàng Sirima đến nhà và nói với cô ta: này cô, tôi hãy nhận số tiền này và cố gắng tiếp đãi bạn của tôi trong thời gian nửa tháng. Được thôi. Nàng Uttara đưa kỹ nữ Sirima đến gặp chồng mình. Chồng cô ta thấy nàng Sirima xinh đẹp, liền hỏi: có chuyện gì vậy? Thưa anh, trong nửa tháng này, anh hãy để bạn em hầu hạ anh. Còn em muốn được đi nghe pháp và cúng dường đến bậc đạo sư và tăng chúng. Chồng cô ta đắm say nhan sắc của cô Sirima cho nên nhận lời ngay. Nàng Uttara liền cũng thỉnh chư tỳ khưu tăng có đức Phật là vị thượng thủ và bạch rằng: bạch ngài, trong nửa tháng này xin thỉnh ngài thọ bát tại nhà của con, đừng có thọ bát nơi nhà nào khác. Đức Phật im lặng nhận lời. Nàng Uttara hoan hỷ và nghĩ rằng: từ đây cho đến ngày thứ, ta may mắn được phục vụ Đức Thế Tôn cùng chư tăng và được nghe pháp thoại từ các ngài. Nàng Uttara thường để nhà bếp dặn dò chỉ bảo cho các nữ tỳ: hãy nấu cháo như thế này, hãy nướng bánh như thế kia, vân vân. Bây giờ còn ngày mai nữa là đến ngày tự tử, ngày chư tăng ra hạ. Chồng của cô ta chợt nhớ đến nàng Uttara mới nghĩ thầm: không biết Uttara bây giờ ông làm cái gì. Từ ở trên nhìn xuống nhà bếp, thấy nàng Uttara đang tắt bật sửa soạn lễ cho tăng cúng dường đến Đức Phật và chư tăng vào ngày mai. Mình cô ta đã ướt mồ hôi, đầu cô thì lấm lem tro bụi. Anh chàng nghĩ rằng: cái con này thật là lãng trí, ở một nơi như vậy mà không biết hưởng thụ, lại thỏa thích làm cái việc hầu hạ mấy ông sa môn. Nghĩ như vậy thì anh chàng ta tức cười bỏ đi niệm hạt. Đứng ở trên gần bên thấy như vậy thì nàng Sirima hiếu kỳ đi đến cái nơi đứng của công tử, vừa nhìn xuống bên dưới thì thấy cô Uttara. Nàng Sirima mới suy nghĩ: nàng ta cười vì thấy được vợ của mình là nàng Uttara, hắn là hai người có tình sâu đậm nhau cho nên cười như vậy. Người ta nói rằng trong thời gian nửa tháng ấy, trong nhà với vai trò là tiểu thiếp, nhưng mà nàng Sirima là quên hẳn đi, cứ ngỡ mình là bà chủ ở trong ngôi nhà thôi. Cho nên là Sirima cột con cái với nàng Uttara: ta sẽ làm cho nó khổ sở mới được. Từ ở trên nhà đi xuống nhà bếp, đến nơi đang chiên bánh, cô ta múc một muỗng bơ sôi đi thẳng đến nàng Uttara.
Thế là Sirima đi đến nàng Uttara suy nghĩ: bạn ta đã giúp ta thật là hữu ích. Cái quả ta bà này vẫn còn chật hẹp, cõi phạm thiên vẫn còn thấp kém so với ân đức của bạn ta đã giúp ta. Nhờ có cô ta mà ta được tạo phước cúng dường đến chư tăng và nghe pháp. Nếu như ta có cái tâm sân hận với nàng thì bơ này sẽ lại ta, bằng không thì xin cho ta không có bị khổ sở do cái bơ này. Nói rằng rồi nàng Uttara rải tâm từ để nàng Sirima. Tuy bị nàng Sirima tạt bơ sôi lên đầu, nhưng mà bơ ấy khi mà chạm vào nàng Uttara thì trở thành nguội lạnh. Ồ, có lẽ bơ này bị nguội rồi. Nghĩ như vậy, nàng Sirima múc một cái muỗng bơ khác tạt vào người Uttara. Các tỳ nữ trông thấy la lên: hãy cút đi, cái đồ ác độc, người đã tạt bơ nóng lên người chủ của chúng ta, thật là không phải lễ. Vừa la hét vừa súng nhau lại, các nữ tỳ dùng tay dùng chân đánh đập vào người của nàng Sirima. Cô ta ngã xuống đất. Nhưng mà quá bất ngờ, nàng Uttara không ngăn cản kịp, mới ngã nằm lên người của nàng Sirima, che cho cô nàng và đẩy lui bọn tỳ nữ ra. Rồi cô ta khuyên giải: mà tạo những ác nghiệp nặng như vậy. Nàng Uttara còn pha nước ấm tắm cho nàng Sirima, dùng dầu được tinh chế bằng hàng năm, bằng cả trăm năm, thoa sức lên những cái nơi bầm của nàng Sirima. Thế là được cái điều cô ta tự nghĩ: ta đã gây một cái tội ác nặng nề khi mà ta tạt bơ nóng vào người của nàng. Khi chồng của nàng cười với nàng, thay vì oán hận ta, bảo bọn nữ tỳ bắt bớ ta, nàng lại dùng thân che chở cho ta, quát lui con nhóm nữ tỳ khi đang áp đảo ta, đang còn pha nước ta, thoa sức dầu. Nếu mà ta không sám hối tội lỗi với nàng thì chắc bảy mảnh. Nàng Sirima học dưới chân của nàng Uttara, nàng là: chị bị xá lỗi cho tôi. Ồ, tôi là con có cha, nếu mà cha tôi tha thứ cho cô thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Thưa vâng, xin cô tha lỗi cho tôi đi, rồi tôi sẽ tìm đến trưởng giả Punna xin sám hối. Này cô, trưởng giả Punna chỉ là cha của tôi trong cái vòng sinh tử, còn người cha mà tôi muốn nói là người đã vượt ra ngoài cái vòng sinh tử. Ồ, vậy thì ai là cha của cô? Là người đã vượt ra khỏi sinh tử luân hồi. Ồ, đó chính là Đức Chánh Viễn Trì. Ồ, tôi chưa từng được diện kiến với ngài, tôi phải làm gì đây? Ta sẽ đưa nàng đến ý kiến Đức Thế Tôn. Ngày mai Đức Thế Tôn cùng với 500 vị tỳ khưu đến đây, hãy mang lễ vật tùy theo sức của mình đến cúng dường và sám hối cùng với ngài thì. Lần thay thưa cô chủ. Nàng Sirima đứng dậy trở về nhà của mình, ra lệnh cho 500 nữ tỳ của nàng phải sắm sửa chuẩn bị đủ thứ vật thực để cúng dường. Nàng Sirima đi đến nhà của nàng Uttara, nhưng mà nàng không dám đặt bát cúng dường vật thực đến Đức Phật và Chư Tăng. Nàng Uttara thu nhận tất cả những lễ phẩm, rồi nàng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng chúng thay thế cho nàng Sirima. Khi mà Đức Thế Tôn thọ thực xong, nàng Sirima cùng 500 tỳ nữ phú phục dưới chân Đức Phật xin sám hối tội lỗi. Ngài phán hỏi: ngươi đã phạm cái lỗi gì? Bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm qua con đã làm như thế, nhưng mà nàng Uttara đã ngăn cản nữ tỳ áp đảo con, hành hạ con, lại còn giúp đỡ cho con nữa. Khi con
hối lỗi, xin sống với nàng. Thì nàng bảo, nếu mà ngài tha thứ cho con thì nàng mới tha thứ. Này Uttara, con có nói như thế không? Bạch ngài có, hôm qua bạn của con đã tạt bơ nóng vào đầu của con. Lúc ấy tâm của con như thế nào? Bạch ngài, con rải tâm từ đến nàng Sirima, tự nghĩ rằng quả ta bà này còn hẹp, quả phạm thiên còn thấy kém so với ân đức của bạn ta. Nhờ có bạn ta là Sirima, ta được dịp cúng dường nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn và tăng chúng trọn cả nửa tháng. Nếu như ta có tâm sân hận với nàng thì bơ này sẽ làm hại ta, còn như tâm ta không có sân hận với nàng thì bơ này không làm phỏng mình ta được. Lành thay này Uttara, cần phải thắng phục sự phẫn nộ như vậy. Thật thế, nên thắng phục người nóng giận bằng người không sân hận. Nên thắng phục kẻ mắng nhiếc vĩ bán mình bằng sự từ hòa dịu ngọt. Nên thắng kẻ bổn sản rít gióng bằng sự bố thí tài sản của mình. Nên thắng kẻ dối trá hư ngụy bằng sự chân thật. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn, chạy đâu mất tiền rồi, câu Phật ngôn 223. Akko thề na chi ne ko thằng a sa thùng sa thu na chi ne ca na ri yang đa ne na sa chê na a li ca qua du năng. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Khi câu Phật ngôn này chấm dứt, nàng Sirima và 500 tỳ nữ cũng chứng đắc thánh quả Tu Đà Quả. Danh sự này cho chúng ta thấy rằng thân nghèo hay nghĩ chuyện vui sai, ngày lễ Puno vẫn ráng cày, bụng đói giờ cơ xa gối mỏi sợ chồng đai, hai người áo rách duyên tròn đủ, một đống vàng y quả trổ đầy, trưởng giả đa kim nhờ pháp chủ càng tin tưởng càng nhớ ơn thầy. Dùng tấm mắt mẻ thắng tâm sân, bơ nóng vô mình chẳng hại thân, tiểu thiếp đánh chồng toan bỏ nghĩa, chánh thê mến bạn cứ hàm ân, đức lành cảm hóa người ngu ác, đạo cả dung thông kẻ độn đồng, gái điếm bầu dòng thành Phật tử, nhờ con ba hộ giúp tròn nhân. Qua duyên sự, quý vị thấy một câu chuyện rất là hay. Quý vị, chúng ta cũng đã hết thời gian ha. Với duyên sự này, đây là một bài học để cho chúng ta chú ý đến hai điểm, tức là lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư vị. Đó là một điều thiết thực trong một câu Phật ngôn này, chúng ta cố gắng để áp dụng. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây là vừa phải lẽ. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống, chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để được thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêu hoa lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Lâm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là san chê qua chê nạ sô kì vô phô tù sô phật đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Xin mời sư công nhật kết thúc buổi sinh hoạt ạ.